Website chia sẻ quý vị các bạn thông tin hôm nay ngày mùng 10 tháng Giêng, bắt đầu bên làng Vị Khê, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định đang bắt đầu nhận cây để ngày 12 này bắt đầu khai mạc. Đây, tác phẩm Hạnh Phúc của bạn Thắng Nhôm đã có mặt đây quý vị, và còn rất nhiều những tác phẩm khác nữa. Website sẽ chia sẻ một chút ở đây đã, rồi website sẽ vào trong để chia sẻ tới quý vị các bạn. Đây, một cây suy rất đẹp, cái bà thân bạn Thắng mang ba cây cũng đẹp nhất nhì vườn để đến dự lễ hội làng nghề. Đấy, toàn cây xuất sắc của bạn Thắng mang đây, đã phải hạnh phúc đây quý vị này. Đấy, video sau tiếp tục chia sẻ từ ngoài vào cho quý vị cùng ngắm nhá. Đây quý vị, tiếp tục đây ạ. Wow. Ôi trời ơi, cây gì mà già thế quý vị ơi. Già kinh khủng chưa này. Trời ơi. Già lắm quý vị ạ. Cái này với ông trai thấy một cây cỡ đại quý vị ạ. Rất là to. Già. Đây, những cây rất to này quý vị. À, một đôi trực hành của anh chị Thành Vàng Nam Định cũng đã có mặt đây rồi. Một đôi trực hoành cũng đi chơi rất nhiều nơi rồi. Chia sẻ kỹ quý vị một chút đôi trực hoành này. Này triển lãm rất lớn quý vị ạ, rất là lớn. Tới đây mời nhiều thật đấy Hoạt ạ, mời rất nhiều. Thấy Thắng Nhôm mới để một xe kia đợi rồi, đợi qua kia rồi. Tới đây mời nhiều lắm anh ạ, mời nhiều, rất nhiều luôn. Theo Ninh Bình mang gần 100 cây sang là đúng thôi. Sao nó gần đây chẳng nhận được không mang. Ninh Bình mang gần 100 cây sang mà. Cái khổ. Tức là năm đầu tiên mình mở to chứ Hoạt, đúng không? Okay. À, cho anh hỏi một chút, đây là cái làng nghề truyền thống là năm nào cũng diễn ra vào ngày này. Nhưng mà lần này là làm, gọi là làm to nhất từ trước đến giờ. Có thể gọi vậy không? Lần đầu tiên làm to đấy. Là mời nhiều tỉnh, đúng không? Mời nhiều tỉnh. Mà diễn ra ngày bao nhiêu nhỉ Hoạt nhỉ? Từ ngày 12 đến ngày 16. Từ ngày 12, 16. Hôm nay là mùng 10, bắt đầu ngày nhận cây. Nó ngày mai nữa là sáng ngày kia bắt đầu khai mạc. Ok. Thì quý vị các bạn nhận thông tin này là mời quý vị các bạn sắp xếp thời gian để chút về chúng ta về còn chuẩn bị cái đầu xuân đúng không, để chiêm ngưỡng của làng nghề. Về đây ngoài triển lãm cây cảnh ra còn rất nhiều những cây hoa của làng nghề Nam Định, Nam Điền rất là nhiều quý vị ạ. Đa dạng mặt hàng sân vườn em nhá. Cây này của em Sử Tôm, cây kia của anh Mạnh đúng không. Em Sai chào quý vị các bạn. Hôm nay em Sai đã có mặt tại bên Vị Khê, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định để chia sẻ quý vị các bạn cái thông tin là hôm nay đang bắt đầu nhận cây quý vị ạ. Website cũng chia sẻ qua một lượt những tác phẩm đã tạm đến đây rồi, còn đang bắt đầu đến tiếp để ngày 12 này khai mạc. Website quay một chút về cái không gian sân trưng bày những tác phẩm bưng tay. Đấy. Tất cả trong sân này luôn quý vị ạ, là sân bưng tay. Còn là những cây to là để bên ngoài. Giao sai ra chia sẻ quý vị ở những cái chỗ để cây to này. Đây là cây bé quý vị ạ. Xa xa thấy anh Bách Thuận đã có mặt rồi. Chào anh Bách Thuận nha. Chào Bách Thuận nha. Chào Bách Thuận. Chào em nha. Thế anh em Ninh Bình này về đây nhiều cây không? Chúng em về khoảng gần 100 cây anh ạ. Trời ơi. Vâng, ok anh. Em điêu rồi. Gần 100 cây, mười mấy cây không phải là gần 100 mà. Ơ hai người rời đi đâu đây? Đây quý vị, bên này là cây to quý vị ạ. Đây là những cây to ở ngoài này. Đấy, cây hạng cẩu to và trung quý vị ạ. Đây là phía này, phía hạng trung. À, một sân trung cũng tương đối nhiều rồi. Đây, cái này của em Huynh Chợ Chùa này quý vị này. Cái này của anh Đệ Cao này. Đấy,
sơ qua đã nhìn thấy những tác phẩm đấy rồi. Anh, năm mới chúc anh mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chào ban tổ chức. Anh cho em hỏi một chút, cái lễ hội này từ ngày 12 đến ngày thức ngày bao nhiêu nhỉ? Từ ngày 12 đến ngày 16. Vâng. Okay. Cái lễ hội này diễn ra hàng năm đúng không anh? Hàng năm. À, vâng ạ. Em chia sẻ không gian tí. Ok. Anh ạ. Vâng. Đây, những tác phẩm rất đẹp được mặt đây rồi quý vị này. Cây này là của anh Vân Cám ở Thái Bình. Cũng đã về đây rồi quý vị. Đây của em Sử Tôm. Em Sử Tôm ở Hải Hậu. Một cây hai thân cũng đã về đây rồi. Đấy, ui, cái này là của anh Mạnh nhà cổ. Anh Mạnh nhà gỗ ở Hải Hậu. Đấy, quý vị các bạn sẽ chờ một chút, có rất nhiều các kênh YouTube đang về sẽ chia sẻ quý vị, như Bách Thuật Bonsai đã có mặt rồi. Còn đây Bonsai chia sẻ cái thông tin một chút. Cũng hơi nhanh, mong quý vị các bạn thông cảm. Đây gọi là sơ qua một lượt ngày nhận cây để chuẩn bị ngày 12 khai mạc. Hôm nay mới là ngày mùng 10 thôi. Đây là nhà vườn Linh Nga ở Kiến Sương, Thái Bình. Tác phẩm này đã về Ninh Bình triển lãm rồi quý vị. Đây là những cây hạng trung. Đấy, còn mini bên kia quý vị nha. Đấy, mini ở bên kia quý vị cả. Đấy. À, cây này là cây Long Triều Khúc của anh em Ninh Bình đã sang đây rồi. Nhà vườn Cao Thăng Bonsai Ninh Bình đã có mặt. 0913 583 483 quý vị ạ. Một cây Long Triều Khúc rất đẹp, già, kỳ đá chân bệ trồng ở một cái bể rất cũ. Chân móng đẹp lắm quý vị ạ. Cọp này, chân vè này quý vị này. Một những cây long vì dòng thai rất hiếm, ít nhìn thấy trên thị trường. Đấy là sơ qua một chút những cây hạng trung. Và Bonsai đã ra những cây đại của kia cho quý vị ngắm nha. Quay hơi nhanh một tí nhưng mà quý vị lại xem được nhiều. Vì đây là sơ qua xem hôm nay anh em đang nhận cây thế nào thôi. Còn đây là đoàn xe của Đinh Bình đấy quý vị, em Cường Trọng. Và Bonsai cũng có tham gia một tác phẩm, em Cường Trọng 2 cây. Em Công Chim Sẻ 1 cây. Đấy. Đây hàng cây to đây quý vị này. Đây là hàng cây to quý vị ạ. Rộng quá là này, rộng thật đấy. Nhà vườn Vũ Hồng Quang. Cây to này. Sân những cây to, ui những cây tùng là hán to chưa quý vị. Đây cổng vào đây quý vị ơi. Đây ạ, đây là cổng vào rất rộng, thẳng dọc lối vào anh em đăng kê rồi. Video sai ra ngoài này quay từ ngoài này vào cho quý vị các bạn cùng chiêm ngưỡng cho tiện nhá. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng riêng, tức là ngày thần tài. Anh em chúng tôi Ninh Bình mang mấy tác phẩm sang cùng với vị Khê để dự một cái ngày hội. Đây quý vị, đây là bộ ba này. Giờ sao sẽ quay chậm rãi một chút cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Cái chữ hoành to thế quý vị. Quý vị này. Ui giời ơi, cây trà bạch to thế quý vị. Quý vị nhìn thấy cái trà bạch này chưa? Chúng ta sẽ đến chia sẻ quý vị này. Cây trà bạch trời ơi to ra màn quý vị ạ. Hai thân to chưa, và thành đạt 0915524952. Một cây trà bạch vĩ đại, lần đầu tiên Bonsai nhìn thấy một cây trà to như vậy.
Vì sai xin phép mà chia sẻ cho quý vị đây tác phẩm Hạnh Phúc của bạn Thắng Nhôm hôm nay. Đấy, cây là Long Vân của nhà vườn Triệu Bùi quý vị ạ. Rất nhiều cây lão mai của anh Nguyễn Duy Nghị, xã Hồng Quang, anh Nghị cầu vòi quý vị. Anh sai vào trong này chia sẻ. Ui, cây tùng là Hán này, cái gì mà lạ thế này, độc lạ quý vị, không hiểu cái gì luôn. Chủ nhân tác phẩm Đỗ Văn Cường, không ghi cây gì, chịu luôn đấy. Quý vị có biết cây gì không ạ? Vào sai chịu luôn đấy ạ. À, cái tùng là Hán. Lột hết cái vỏ rồi. Thịt trong. À, vậy là cái thông tin Vion Sai chia sẻ một cái thông tin ngày 10 tháng riêng, ngày nhận cây để chuẩn bị cho ngày 12 này khai mạc. Vion Sai cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và mong quý vị các bạn sắp xếp lịch thời gian để chúng ta ngày 12 này về dự với anh em nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.